Hồi đó em chơi GTA 5 á, em chỉ thằng nào nước ngoài á. Vì hello là đủ má mày rồi. Mày chỉ rồi nè. Em chọi cam mấy cây. Em chọi cam mấy cây trước mặt này thấy không? Em spot không được cái cây đó. Em chọi lên cao tí. Là em là lại hỏi ra là còn. Đủ má sao ghét cái con roi nó nghe chậm chạy lên luôn á. Rồi em đặt một cái cam ngay đây nè. Em hạ xuống á, em đặt một cái là em nhìn được hai cái phòng luôn. Rồi đó còn em đặt thêm một cái cam ngay đây nè. Đó ngay đây nè. Em chọi sao á mà em hạ cái tay xuống tí, em chọi là ngay giữa cái khúc này là em nhìn được hai cái phòng luôn. Mà nghe tí giống quá vậy. Cầu thang, bây giờ cầu thang nghe tí giống Red á. Ờ, nhìn thấy hầu như. Đó, thấy không? Ngon rẻ. Đó, đừng quá là được rồi. Con má này Red. Ê, đi phiếu đây em nhẹ. Ok. Biên cái nhẹ. Cầu thang này nè. Đây, nó phía trên, tầng dê, tầng thượng. Ác tầng thượng. Ờ nó vô tầng dưới, vô tầng dưới chắc nó đi đến đi Phil rồi. Anh cuối, Phil ở dưới luôn, còn hang ở dưới luôn, à, đúng rồi. Chỗ đó. Đập cửa đi em, đập cửa đi. Nice. Ok em chuẩn nè. Nghe tiếng hồi nãy cái hàng slash rớt. Phil báo dưới rồi ba, tại nãy em bắn Phil lẫn cái bắt Phil mà. Hát lộn. Có anh nha. Nice, anh chết rồi. Giờ tôi không có tìm được cái chỗ nào mà gọi là chỗ hay sao? Tôi cho Ron qua trước. Nghĩa là bị on chết. Mày thù má, mém được tráp đầu không rồi. Rồi, một đứa đập tráp. Căng. Má. Căng lên con mẹ. Căng. Căng bé. Hơi lệch hả? Đây, đó thôi được rồi, nhìn vậy được rồi. Một cam nhìn hai phòng luôn á. Trời đủ đó. Còn một cái gì nè. Quán cà phê quá. Đây tôi chỉ ông này, mai mốt ông muốn chọi cam ra ngoài á, ông đập cái cửa này nè. Nó có cái cây á, ông chọi thẳng vô cái cây đó. Ừ. Thôi được rồi. Ờ quên, chết mẹ ơi. Nhà học sinh mình có barricade không vậy? Ôi chết má. Có ai còn barricade không? Đó. Nhà học sinh quên chưa barricade mát, barricade chứ hai kìa. Đục cả luôn nha anh. Ê, nó, ơi nó bắn vô. Push up. Oh shit. Nó lên bụng ta. Đừng support. Địt mẹ hát tụi tôi, chờ chạy cứu tôi, á, cứu lấy cưng tôi, á, ừ. Phải. Trời ơi, tôi đang chạy cái đường, tôi thấy nguyên cái hát bể lên đầu, hết hồn. Trời ơi. Má, đợt mới qua. Có chưa, có ai chưa? Thôi, tôi nghĩ nó ngay đây nè. Nó đập cái hát. Bắt về. Nice. Trên đầu ông thôi rồi. Vậy đó. Vậy rồi ba đồ chơi bán làm Blackbeard tôi không có cân được.
chơi cái cam giữa hai phòng giùm tôi cái. Em bê ra cây cái cửa đó đúng không? Thôi khỏi khỏi khỏi. Đây hả? Ờ, bê cây luôn, bê cây. Đúng spot. Don't spot man, don't spot. Em nói nó đâu có nghe đâu. Em phải nói trong trong game á. Don't spot man, just leave it there. Ê, sao không có cancel được? Ừ, giống nãy tôi bê cây cửa ba. Không cancel được, mẹ buồn ghê. À, nó nhà đối diện á, nhà đối diện hay còn đứng. Mấy ông bắn này thì thuộc vào cà tôi báo vậy. Ba điệp mẹ lắc bia, và lồn. Ở đây à? Ngay hát á, ngay hát á, đừng biết nè em, đừng biết nè, chờ đợi nhảy nó xuống. Em cứ đứng cạnh nó đi, em cứ đứng cạnh nó đi, em đừng di chuyển đâu á. Em đợi khi nào mà nó qua, nó biết em á. Em đợi. Em chạy qua bên bển một cái rồi nha. Nhảy xuống rồi. Đã rùm. Phong bản này đúng hai thằng luôn sao? Hai ngày vậy rồi. Yeah, maybe two guys. Yeah, bố đập đầm. Yeah, that way. No. Poseidon, go away. That way. No, Poseidon, that way. Bố đập đầm. Mà, căng quá. Chắc về luôn. Time. One more. Không, giờ tới lượt em á. Đừng. Nice. Ủa sao hắn rồi? Mất thời gian. Bây giờ là mình còn một em không sống. Không giết luôn rồi. Sao phiêu mình cửa sổ. Hay là có đứng trong phòng đó anh. Có chuyến luôn nha. Nè anh Vy, Vy hết chỗ này không? Đập hát đi, ơi ra đập hát nè, qua nè. Chuyện. Ê, nó bùa đá! Rồi, mẹ mày. Rush. Hay quá, thank you, man. Tụi quá, tôi sợ quá. Chết rồi. Nó rush từ cái phòng này vô nè, cho nên canh cái cửa này nè, Trời, để bị giáp đây, sao tôi lấy trời. Anh nghe từ cái cửa đó vô. Nó đụng lên lửa nè. Đông. Lá lên kìa. Cửa sổ. Em chết mình chết nhây với lộ bắn hụt hoài luôn. Bắn anh cái được. Ê, cái còn. Để mẹ chết. Mất chết. Chết mất luôn hả? Rồi nó mất hai con rồi. Này. Phòng này nha. Tới cho em á. Ừ. Còn đứa đây, tới cho em. Ok. Nó biết nó đứng rồi. Ủa mới nghe tiếng nào mà nó. Reloading. Ê, yếu máu rồi, ngay cái chỗ cái bên của em á. Shoot còn 20 giòn à. Ừ, cái khúc trên đầu em á, cái hành lang trên đầu á. Cái hành lang đó đúng rồi á. Nguyên hành lang đó luôn á. Yếu còn 2 triệu vòng à. Nice. Hai hàng bít luôn á. Má quên rồi. Lồ, nó kêu anh hack kìa. Nó kêu anh hack kìa. Nghi lắm luôn. Má giết 12 bạn. Lồ, nó kêu anh hack kìa. Tại 2 đồng mình thua á, mình bom bắt lại á. Nó kêu vậy á. Clark, you're up there with my friend. Okay. NB ở dưới luôn, NB đừng lên xuống. Ờ, đừng lên, anh canh này nè. Ai bắn? Tôi bắn, nó vô rồi, tôi thấy bàn chân nó rồi. Ở trong phòng đó nghĩa. Rồi. Tôi nhìn dưới rồi, tôi thấy bàn chân đó rồi. Còn có một đứa trong sai à? Rồi không, nó chết đi. Nó chết rồi hay sao? Oh.
Phiêu tụi nó nói phiêu ngay đó. Dưới vậy nó muốn rắn dưới lên đó. Ờ còn không á, anh nghĩ là tựa ở dưới. Bên này cắt xuống. Rồi hai cuối trên, lên luôn, hay quá, còn nữa. Cuối dưới luôn nè. Ok ok. Get you back up in note. Má chọn cái bị tỏ má. Nó bắn con. Nhà cây được có bính rồi. Ồ biết đâu. Má cũng như không. Bắt rồi nào đó. Kích lâm. Nice. The tower. Fall back. Be careful. Kích rầm á. Ôi mình có pools mà. Đủ. Chắc quá luôn. Nhà cây Hibana, kích rầm là có chuyến nha. Ôi, no. Cửa sổ. Yeah, clock right there, right there. Cái banana nhà cây á. Anh bích được cái banana không kìa? Không, nó máu yếu quá. Đồ quá. Xem chết. Ba giây, cố gắng đi. Đừng chết rồi. Ê, chết mẹ bấm nhầm. Đồng bích. Đi chăm đâu đi. Máu không yếu. Không ơi, đủ quá thú yếu lắm. Gãy đi. Time. Đừng bít nữa, 15 seconds. Nó bắt buộc phải vô à. Ở đó có 7 không? Không, canh cái cửa sổ ngay cái phòng đó không? Chứ canh chỗ này vậy? Chứ canh cái số rộng cho ông chỉ còn canh cửa sổ à. Canh cửa sổ ngay. Ô, cái đồ của nó vô luôn. Đập cháp. Đập cháp rồi, một em đập cháp rồi. One down. Nice. GG well played, guys. GG well played. Anh mắng kia anh chill luôn hả? U má, pha đó phải bãi luôn. MV, ông cầm đắp luôn anh MV. Thôi, cao lên đi học lên cái bao mọi người. Ok, bye. Ê, MV lẹ quá MV. Ông cầm đắp đó MV. Ồ quá. Sau khi em bị chết em nói câu buồn quá. Bày tỏ cái lòng gọi là gì đó. Rút kinh nghiệm. Anh nghĩ là cậu hành chính. Má thuê xe em rồi, tụi em đi đâu không? Em kẹo tầng 2 nè. Anh nghĩ nó ở dưới không? Ở này tầng 2 đúng rồi, laundry, em đang kẹt laundry. Em nghĩ nó dưới đây nè, em bên nữa. Ok. Anh đang coi cam để xem có nào đi lên không. Có thằng đứa, có đứa đang làm người nhà anh. Anh chỉ sợ feel thôi ba. Ê. The door. Over there. Bắn dưới. À quá, chưa chết.
Cứu em, cứu anh được, cứu anh được. Cứu được cũng mừng lắm anh, lỡ là. Ôi đâu bắn rồi, ôi sao anh không chết ta. Rồi, chơi đây. Đồ, Poseidon, đồ. Go for it, Cầu hang nhỏ, cầu hang lên đó. Không. Nice. Can you help me? À, tôi muốn thắng trắng như vậy. Ấy luôn. Cầu hang đi lên. Four secured the hut. Oh, hot shot. Four. Go hang, go. Yeah, stay. Oh, má, gác liền. Oh, má, bộ xe đông lên gác à. Hiểu, anh hiểu rồi. Ủa. Nó có cái lỗ hiểu. Không tin vô đầu. Chết rồi. Mày bắn đi. Chưa có ra đâu ta. Ủa cái lô này. Nghe tiếng cà phê vậy? One on left side. One in the bedroom, I guess. Lie. Lưu đạn. Nice. Anh sẽ kéo sao anh nữa. Ok. Camera này. Camera chết rồi, camera chết. Bên đây. Có nghe tiếng động á. Đây. Shot drone going live. Má là đúng to luôn, shot drone go live rồi. À rồi. Là. Ola mày nghe luôn à. Cho đó luôn. Take a pick. Rót anh. Lâu. Có cái hát đuổi nha. Má trong game mày còn hát chứ gọi quên. Còn cái đi ngoài quỳ là nhất, lớn nhất. Má giờ sao đi ra ta. Thằng chứ gọi, thằng Slash nó làm đéo gì. Làm màu tiếp nữa. Nói đi em. Không ca bên nghĩa. Hết rồi, bắn hết rồi. Chơi gần sai, Cứ chết đấy. Chơi lâu anh nghĩa, mót đó. Rồi. Nó vô sai nha. Securing the container once the threat is neutralized. Mày sẽ lấy vô mẹ đi. Chăn nó đi anh nhỉ. Rồi chơi lâu luôn. One friendly operator remaining. Nó đứng trên lầu, trên này. Căng. Nhảy nó tí. Ngay trên đầu anh luôn á. Thôi bà biết rồi. À. Có khi nào anh khùng anh nhảy xuống bắn luôn. Thì đó nó mới đứng đằng kia anh cho. Mà nó cầm sạc cơn, hay gì đó. Không, nó không cầm sạc cơn đâu. Này là cuộc thi ai nhây hơn ai. Ai lại bả à. Cái này cho dù hết thời gian sau 5 phút mà hai người chưa ra nó vẫn tính luôn. Tính trò hả? Không, nó vẫn tính là chưa hết thời gian.
nhây lắm. Mày cũng nhây không như tao. Rồi nhây. Hết nhây. Ngon rồi, hết nhây là ngon rồi. Dạ, lắp bị lắc anh nữa. Nhưng mà vẫn lấy được mà, vẫn lấy được mà. Đó là bị lắc á. Ừ thì xong cái em kết nối á, thì em coi phim hay gì á, Netflix hay là Spotify gì á, giờ em bấm cái là nó chuyển lên TV hết. À anh biết dạo này cũng bé đen nó cũng có cái vụ mà có dạ cái nó quên à, biết gì thôi khỏi nói luôn. Biết gì? Biết bỏ họ thì một chiếc mouse rap. Ừ còn có okay. Cũng được thì OP4 has located the biohazard container. Kiểu mấy đứa bánh bèo con thì nói em thấy mà kiểu ấy nói tâm lý cũng hay, nhưng mà ý là mấy đứa bánh bèo con á mình coi phim này mình bị ảnh hưởng tâm lý, bị trích dịch này nọ bla 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 rồi á, hiện tại quá thật chết đau hát đau hát đau trời nó lát. Ôi, ác lát luôn. Lát phải lát rồi. Còn chết anh nữa. Đè, spot cái này. Đè, spot nhẹ cái. Nè, tớ đi vô. Nghe vô anh, nghe vô anh, nghe vô anh. Bá rồi, đừng, bá được rồi, bá ý kỹ là đừng spot. Hai thằng mới vô chỗ em như đúng rồi nữa. Anh kể cho tầng 3 luôn, anh kể cho tầng 3 luôn rồi. Sorry. Nghề của mình không phải là rút cho nên rèn không kể. Tròn vô rồi. Nghe tiếng rồi nó cứ rè đâu đây mà đéo biết ta. Bớt trên lầu hay gì nè. Nói chung có thằng nào ở trên lầu mà tôi không biết rồi. Bịt ma này. Đâu vậy? Mai trên lầu bắn xuống thì mẹ. Chơi an toàn đi ba, chơi an toàn đi, đừng rồi. Núp xài, núp xài. Núp xài như sợ phiêu, giống gì á. Bắn em đâu rồi à? Trên lầu quay lại sao? Đúng rồi anh thằng ba. Cầu thang xuống á nè. Được rồi. Nó vô đây nữa nè. Ơi, phiêu cái bông rồi. Chết mình nó hoài. Từ từ đi. Nó bị nứng hay sao á? Ở chỗ tôi. Anh tập trung mình bắn việc của mình thôi. Dán smile hay sao? No. Được ba cái đúng không? Ừ nhưng mà mình có gì rồi. Má hên quả lộn không à. Em chết rồi ba. Lộn quá. Ý là cái cục của em cứu anh đó mà. Cục đâu em là bandit mà. Quả lộn cái cục của anh kêu anh. Cục thằng nào quả lộn. Nó để dành xuống của anh. Poseidon. Chỗ tôi. Vâng, nice. Đủ mà nice. Được mắt. Ủa, mắt gì vậy? Giờ tôi lên 140 luôn á mà. Đó. Anh chơi sướng. Bắn chơi sướng. Cái sự kiện đó cho nó fail. Đúng rồi, thấy ông căng quá nên thôi tôi bắn ông đi. Nhưng mà giờ em không, nào không biết đó. Bộ xe đông có bắn. Từ. Thì em cứ làm đi, nói chung là đằng nào em cũng đâu có làm cái kia đúng không? Em cũng đâu có nói cho em vô trận, làm thử đi. Đục cái này ra mình, chết. Mình ăn thời gian thôi ha. Mình ăn thời gian thôi. Ừ, ăn thời gian đi ba, còn 30 giây nè. Một đứa gục rồi. Kệ nó. Còn 17 giây thôi. Hay rồi. Đủ quá gắt gắt. Đủ quá chiến thuật hay mấy lòng không. Lòng quá, good job man, good job. Ui, má trời hồng. Ui, cái gì vậy? Má cái gì thì tự nhiên đạn bay ngang mặt hoặc là đếm kết rồi. Má anh bỏ 5 giọt. Giọt thôi, khỏi rồi. Có siêu đấy. Nằm sau anh nghĩa.
Bây giờ, please. Add sau lưng anh nhỉ? Trong sai đúng không? Please, anh thấy please sau lưng anh thì phải. Ủa, em mắng, hôm nay em mắng rồi, giờ nó không biết là. Bèo, dựa sai đúng không, Bèo? Add trong sai á, Bèo. Ok. Ôi vãi, chết không? Còn hai. Nó trong sai được không? Cửa sổ. Ừ, đúng rồi, trong sai á. Má, đi không biết đồ bà, má, add biết ghê, lấy hồn á. Ê, nó đi rồi. Add nó đi rồi. Đúng không? Kỳ này flip chết. Add đi rồi, không qua chỗ đó luôn, Bèo ơi. Kỳ em đứng ngay canh nè. Nghe chỗ anh. Ở đó mất cam hết rồi nha anh nhở. Ừ rồi. Đồ mất sao tụi này lạnh lùng boy quá vậy. Cái hai trên lò nó chưa đóng á. Cảm ơn rồi nhé. Còn anh ơi, ace mẹ rồi. Phát nó muốn ace bà luôn rồi. Thôi, coi cam giùm anh nha. Em mang coi cam à. Mà nghe tiếng súng để biết ở đâu. Nghe tiếng trên lầu với anh kìa. Lầu quá. Sao? Ờ đúng rồi. Có hai. Anh chín quá. Rồi, ok. Má mà đang rải muỗng rồi trời. Ờ ở dưới, xuống dưới. Không thấy được anh nghĩ rồi. Không thấy à? Nó bị kẹt giữa cái quạt rồi. Rip. Anh chờ đại để coi thế nào. Dễ bèo. Đúng lưu phòng là bên không. Ủa khoai. Nghe tiếng cam của con nã đâu đây vậy? Ê. Ngay ngoài cửa sổ nè. Cửa sổ. Bên ngoài à. Đợi đúng rồi. Đây này, spot à. Chạy à, còn hai mấy vậy, đợi vô coi. Trời, nó chạy qua chỗ anh đó kìa. Ừ, em coi cái cam mà anh chọn ngay cái phòng. Cam 2, nó vô. Oh no, ai ngờ nó đổi hướng cái gì. Yếu rồi, anh bắn rồi chứ. Oh nice. Mém đi chết, không giết anh. 800 đẹp vãi.